FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định để phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển Colombia và đội tuyển Peru. Đó là trận đấu thuộc vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và sẽ được diễn ra lúc 4 giờ rạng sáng ngày 29 tháng 1. Và ở trận đấu này, Colombia sẽ tiếp đón Peru trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo của trận đấu này thì chủ nhà Colombia sẽ chấp Peru với mức kèo là 0.75, mức kèo hơi tăng một trái và hạ xuống nửa trái. Mức tài xỉu trận đấu này là 2 trái, 2.25 và 1.75 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định của các bạn, cho mình xin một like video và share kênh nhé. 5 lần chạm trán gần nhất của Colombia và Peru, Colombia thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Peru. 5 trận thi đấu gần nhất của Colombia thì họ thắng 1, hòa 3 và thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Peru thì họ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội khách Peru ở trận này. Vì sao? Mặc dù trận đấu này Peru bị đánh giá là cửa dưới, nhưng mà Peru họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu hơn so với Colombia đó các bạn. Thứ hai này, nếu như trận đấu này mà hai đội có hòa nhau, chúng ta chọn cửa Peru, chúng ta vẫn thắng kèo. Thậm chí là nếu như chúng ta chọn cửa Peru được chấp một trái thì có thất bại trước Colombia với cách biệt là một bàn, thì chúng ta chọn cửa Peru chúng ta vẫn không thua kèo. Và thứ ba này, xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu, thì mặc dù là cái thành tích đối đầu 5 trận gần đây thì đang nghiêng về Colombia, nhưng mà cái phong độ thi đấu của Colombia ở những trận đấu vừa qua thì mình thấy cũng không mấy thực sự tốt lắm. Còn Peru thì đang có phong độ cũng khá là ổn định, với lại là những cầu thủ của Colombia đang thi đấu ở châu Âu cũng khá là nhiều. Còn những cầu thủ này phải đi một cái quãng đường dài từ châu Âu về Nam Mỹ thì mình nghĩ là họ cũng chưa kịp lấy lại sức đâu, cho nên là họ cũng sẽ không đạt được phong độ tốt nhất đâu. Và biết đâu điều đó sẽ giúp cho Peru họ sẽ đá bại được Colombia hay sao. Cho nên là tin tưởng mình thì các bạn ưu tiên đi cửa đội khách Peru được chấp 0.75 hoặc là một trái như này. Có thể là gần đến giờ đá thì cái mức kèo nó tăng lên một trái, thì lúc đó các bạn vào Peru cho nó an toàn. Mức tài xỉu trận đấu này là 2 trái, 2.25 và 1.75. Thì những lần chạm trán gần đây của hai đội thì mình thấy cũng không nhiều bàn thắng ghi. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có từ 2 bàn thắng trở xuống mà thôi. Cho nên các bạn hãy là ưu tiên đánh cửa xỉu 2.25 chỗ này, và là canh tâm một bàn để các bạn hả vào xỉu cho nó an toàn. Và mức hiệp 1 thì mức kèo chấp đồng nữa thì sẽ là 0.75. Hiệp 1 các bạn có thể là đá Peru và các bạn đá xỉu 0.75, và là có xỉu 1 thì đá xỉu 1 càng tốt. Mình dự đoán hiệp 1 hai đội hòa nhau với tỷ số là 0 đều. Và tất bài trận đấu khuyên các bạn chọn Peru và các bạn đá xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn lại video tiếp theo nhé.